Dạ. Cảm ơn sư phụ. Đồ Sa Mula Chiết Tá 2, 200 sân số 9. Đồ Minh Á Sa Sa Ga Tăng Patik Kha Sambayut Tăng Á Sang Kha Rí Căng Tâm Sân Thọ Ưu Hợp Phẩn Vô Trợ. Số 10. Đồ Minh Á Sa Sa Ga Tăng Patik Kha Sambayut Tăng Á Sang Kha Rí Căng Tâm Sân Thọ Ưu Hợp Phẩn Hỗ Trợ. Dở ra trời ơi, chỉ có một câu hai câu gì đó trời ơi, đọc chưa đã. Dạ xin mời mời quý vị. Batika sambayut tăng asankari căng tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ. 10. Đồ mana sasahaga tăng batika sambayut tăng asankari căng tâm sân thọ ưu hợp phấn vô hữu trợ. Dạ còn hai tâm si nữa chị Nhung. Dạ sa thú chị. Mô há mù lá chít tá. Hai tâm si số 11. U bác kha sá há gá tăng. Quý trí kích cha sầm bá dút tăng. Tâm si thọ xã hợp hoài nghi. Số 12. Ubekha Sahagatan Uthachasambayutan Tâm si thọ xã hợp phóng dật. Dạ con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Xin mời quý vị. Dạ, Nguyên Thông đọc hai phần tâm si. Tâm si Ubekha Sahagatan Vichikicha Sambayutan Tâm si thọ xã hợp hoài nghi. Số 12. Upekha Sagatang Uthakcha Sambayutang Tâm si thọ xã hợp phóng vật. 2. Tâm sân Domanasa Sagatang Patikha Sagatang Payutang Asankharikang Tâm sân thọ ưu hợp phóng vô trợ. Domanasa Sagatang Patikha Sambayutang Asankharikang Tâm sân thọ ưu hợp phóng hỗ trợ. Mula Moha Moha Mula Chiết Tá. Ủa, hai tâm si upekha sagatang vichikicca sambayutang tâm si thọ xã hợp hoài nghi. Số 12. Upekha sagatang uthakcha sambayutang tâm si thọ xã hợp phóng vật. Dạ sa thú mọi người kế. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ không biết cả nhà có nghe con không vậy? Dạ cảm ơn. Rồi đọc cả bài được. Hai tâm sân đồ sa mù la chít tá đồ manasa sa ha ga tăng pa pa ti ga pa ti ga sam pa yu tăng a sang kha ri căng tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ. Số 10. Đồ manasa sa ha ga tăng pa ti ga sam pa yu tăng sa sang kha ri căng tâm sân thọ ưu hợp phấn hữu trợ. Mô ha mù la chít tá. Hai tâm si 11. Upekha sahagatang vichikicca sambayutang tâm si thọ xã hợp hoài nghi. 12. Upekha sahagatang uttacca sambayutang tâm si thọ xã hợp phóng dật. Dạ xin kính cảm ơn chị Kim Nhung đã post bài, xin mời vị kế tiếp ạ. Phật, con kính đảnh lễ sư Thanh, con kính đảnh lễ sư Nguyên và con kính chào quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài ạ.
xá mú lá tá hai tâm sân chín đồ mát một đồ má ná xá xá há gá tầng bát tí gá xăm bá dút tầng á sân khà rí cằn tâm sân thọ u hợp phấn vô trợ. 10. Đồ má ná xá xá há gá bát tí gá xăm bá dút tầng xá sân khà rí cằn tâm sân thọ u hợp phấn hữu trợ. 2. Mồ há mù lá chít tá. 11. U bếp khà xá há gá tăng. Quýt ký, quýt chí, khít trà xầm bá dút tăng. Tâm si, thọ xã hợp hoài nghi. 12. U bếp khà xá há gá tăng. Út thá trá xầm bá dút tăng. Tâm si, thọ xã hợp phóng vật. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Cảm ơn chị Nhung đã bốt bài ạ. Dạ, mô Phật. Trước hết, con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Kính chào Đạo Tràng. Bây giờ sư xin đọc bài. Đồ xá mu lá chít tá hai tâm sân đồ má na xá xa ga tăng ba tí ga sam ba yut tăng a sang ca ri căng tâm sân thọ ưu học phẩm vô trợ. Số 10. Đồ ma na xá xa ga tăng ba tí ga sam ba yut tăng sang xá sang ca ri căng tâm sân thọ ưu học phẩm hữu trợ. Mô há mù lá chích tá hai tâm si upika sa ga tăng vích chí ki cha sam ba yu tăng tâm sân thọ xã hợp hoài nghi. 12. Upeka sa ga tăng uttha sắc cha sam ba yu tăng uttha sắc cha sam ba yu tăng tâm si thọ xã hợp phóng dật. Rồi xong, mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Đồ sa mu lá chí tá hai tâm sân. 9. Đồ manasasa hagatang batik gasam bayutang asankhari kang tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ. 10. Đồ manasasa hagatang batik gasam bayutang sasankhari kang tâm sân thọ ưu hợp phấn hữu trợ. Mohamula chita hai tâm si. 11. Upekha sahagatang vichikicca sambayuttang tâm si thọ xã hợp hoài nghi. 12. Upekha sahagatang uttacca sambayuttang tâm si thọ xã hợp phóng dật. Dạ, con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, alo ạ. Dạ, alo. Dạ, cảm ơn ạ. Cảm ơn đạo tràng. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin trả bài ạ. Đồ Samulachit hai tâm sân. Số 9. Đồ Manasasahagatang Batikhasam Bayutang Asangkharikang tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ. Số 10. Đồ manasasahagatang batikhasam bayuttang sasangkharikang tâm sân thọ ưu hợp phấn hỗ trợ. Mồ ha mù lachitta hai tâm si. 11. Ubekha sahagatang chikicca sam bayuttang tâm si thọ xả hợp hoài nghi. 2. Ubekha sahagatang utthacchasam bayuttang tâm si thọ xả hợp phóng dật. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Con xin xuống mic ạ.
Mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Ga, và dạ, con kính lễ quý sư, con kính chào đạo tràng, và dạ, con xin đọc. Đồ sa mù la chít ta, hai tâm sân. Đồ manas sa sa hai ga tăng, ba ti ga sam ba yut tăng, a sang kha ri cần. Tâm sân thọ ưu học phấn vô trợ. Đồ manas sa sa hai ga tăng, ba ti ga sam ba yut tăng, sa sang kha ri cần. Tâm sân thọ ưu học phấn hữu trợ. Mô ha mù la chít ta, hai tâm si. Upekha sa hai ga tăng, vi chi kích cha sa sam ba yut tăng, tâm si thọ xã hợp hoài nghi. Upekha sa hai ga tăng, udak cha sam ba yut tăng, tâm si thọ xã hợp phóng dật. Dạ. Con xin xuống mic, cảm ơn cô Kim Nhung. Cô Kim Nhung post bài. Xà thú. Dạ, Nguyên Như thấy hình như là lớp mình đã đọc xong rồi phải không quý vị? À, còn bàn tay của ai nữa không thì Nguyên Như nhường mic lại, còn nếu không thì chúng ta ôn bài ha. Dạ, Nguyên Như thấy không có bàn tay của ai nữa rồi. Dạ, xà thú hôm nay Nguyên Như thấy lớp mình càng ngày càng đọc rất là rõ, rất là trôi chảy phải không chưa quý vị? À, Kỳ Anh ơi, em vô lớp sao em có đọc bài không? Sư huynh Lý la lên rồi kìa. Kỳ Anh có đọc không? Giơ tay, chị Nguyên Như đưa mic lại cho em nha. Hello Kỳ Anh, em có đó không? Rồi, thấy im ru rồi, chắc lặng rồi anh Lý ơi. Ok, thôi như vậy chúng ta vào bài mới ha. À, thiệt ra hôm nay thì không có gọi là vào bài mới, mà Nguyên Như thấy là mình sẽ cùng nhau mình ôm lại cái chỗ mà si, gọi là cái phần tâm si trở lại đó, quý vị. Cái phần gọi mình đi sơ qua về cái phần hoài nghi hôm bữa mà mình chưa có, có nhiều vị cũng chưa rõ là cái hoài nghi đặc biệt là cái gì, mình đi hơi sơ sài đó. Thành ra Nguyên Như sẽ ôm lại một lần nữa để chúng ta hiểu biết về khi mà Đức Phật nói về cái sự hoài nghi là gì, và khi mà mình đắc cái đạo quả đầu tiên là cái quả vị Tu Đà Hoàn thì mình đã không cần hoài nghi, có nghĩa là ra làm sao để mình có thể hiểu một tí xíu. Mình cùng nhau ôm Nguyên Như ôm xong rồi quý vị có thể ngồi mình nhớ lại, hoặc là mình có thể ghi lại có cái chỗ nào thắc mắc hay là cái chỗ nào mà mình thấy còn cái lấn cấn á, thì một chút sau mình bàn chung với nhau ha quý vị. Rồi bây giờ Nguyên Như sẽ ôn qua một chút xíu về cái phần hôm bữa mình học là tâm si đó. Thì tâm si Nguyên Như xin ôn lại là cái chỗ mà mình học si hoài nghi đó, là đó là một cái trạng thái rất là mê mờ, do nghi hoặc nè, do phân vân nè, do lưỡng lự, hoặc là một cái trạng thái không có quyết tâm. Khi mà mình có cái trạng thái mê mờ, nghi hoặc, phân vân, lưỡng lự, không quyết tâm thì mình gọi chung nó là tâm si hoài nghi hoặc là si hoài nghi. Thì hoài nghi đó mình sẽ được chia ra làm hai loại, là có một cái phần á, là hoài nghi thông thường, và một cái phần nữa thì mình gọi là hoài nghi đặc biệt. Thì hôm bữa giống như cái bài mà mình đã ôm rồi đó, như quay lại một chút xíu, nói lại một cái phần mà mình hay nói si hoài nghi thông thường đó quý vị, là một cái sự hoài nghi trong cái đời sống bình nhật thôi. Giống như là bạn mình đưa cho mình một cái địa chỉ, ok, anh tới nhà tôi ở Virginia nha, thì mình ở một
cái tiểu lên thì mình lợi vợ chuyên gia, ồ vậy mình đi 395 hay là mình đi 495 vậy ta, giống như mình cũng không có rành đường nhiều. Rồi thí dụ đi qua một cái ngã tư đường đi, mình không nhớ là bạn mình nói quẹo qua bên phải hay là quẹo qua bên trái, mình cứ đứng đó mình cứ lưỡng lự hoài. Rồi có một chỗ nữa là ồ cái lịch mình là mỗi hai tuần mà vậy thứ tư, hôm bữa ông boss mình ông nói mình là mình làm giùm ổng thứ năm hay thứ sáu vậy ta. Thì đó là những cái việc bình thường mà mình gọi là hoài nghi thông thường trong cái cuộc sống của mình mỗi ngày đó quý vị. Nhưng mà cái phần cốt yếu mà Vi Diệu Pháp nói ở trong đây và cái hoài nghi trong bản nêu á, thì họ không có nhấn mạnh về cái chỗ là hoài nghi thông thường đây, mà mình thiệt sự là mình quan tâm nhất là về cái phần mà hoài nghi đặc biệt. Thì cái hoài nghi đặc biệt này á, thì có thể chia ra, mình chia ra được là 8 loại, 8 cách. Và mỗi loại, mỗi cách như vậy á, thì lại có những cái điều chia nhỏ ở phía trong nữa. Thì như có một cái bài ôm ở đây cho mọi người có thể nắm được. Tự vì khi mà mình nói là một cách, thí dụ mình vô học đạo, mình cũng học được có vị thì 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm. Thì mình nói, ồ, như vậy con còn có nghi ngờ gì đến đạo Phật hay không? Thì mình nói không, bây giờ là con tin hết rồi, con không nghi gì hết. Nhưng mà nếu mà quý vị nói quý vị không còn nghi gì nữa, thì quý vị phải quay trở lại, quý vị coi cái định nghĩa hoài nghi đó là gồm có những gì. Chứ nếu mà mình nói mình không còn nghi, mà về nghi mà nghi cái gì mình cũng không biết nữa, thì làm sao mà mình nói mình không nghi được, phải không quý vị? Từ cái đó là mình cũng không biết lấy gì nghi. Thành ra mình phải học, mình đọc tới đọc lui cho nó tường, rồi chia ra, thí dụ một hồi cũng như sẽ ôm lại 40 cái điều này, thì quý vị coi rõ và hiểu rõ 40 cái điều này rồi, thì quý vị mới coi kỹ trong tâm mình là mình coi có còn hoài nghi hay không. Ha. Rồi Nguyên Như xin ôm lại là cái phần hoài nghi đặc biệt này chia làm 8 cách. Thì cách thứ nhất là hoài nghi về Phật bảo. Cách thứ hai, hoài nghi về Pháp bảo. Cách thứ ba là hoài nghi về Tăng bảo. Tức là nói chung á, ba cách đầu là hoài nghi Phật Pháp Tăng. Cách thứ tư là hoài nghi về Tam học. Cách thứ năm là hoài nghi về đời quá khứ. Cách thứ sáu là hoài nghi về đời vị lai. Cách thứ bảy là hoài nghi về đời hiện tại. Và cách thứ tám là hoài nghi về y tương sinh. Thì trong những cái phần này thì Nguyên Như sẽ đi sâu vào từng phần. Bây giờ Nguyên Như sẽ đi vào cái phần thứ nhất là hoài nghi về Phật bảo nha quý vị. Hoài nghi về Phật bảo thì mình chia ra thì có 5 điều. Cái thứ nhất là khi mà mình nghĩ tới Phật thì mình không biết là Đức Phật có thiệt là đắc chứng nhất thiết chủng trí hay là không. Mình cứ thấy Chư Tăng nói, ồ Đức Phật giỏi lắm, Đức Phật là cái vị mà cái gì cũng biết ở trên thế gian này hết. Nhưng mà mình thiệt ra mình không biết là cái chữ mà nhất thiết chủng trí đó quý vị, có nghĩa là một cái trí tuệ mà bao trùm tất cả muôn loài muôn vật hết. Cái trí tuệ giác ngộ, trí tuệ này chỉ có một cái đẳng, một cái bậc mà chánh đẳng chánh giác mới có mà thôi. Thành ra mình cứ ngồi mình nghi, có thiệt là Đức Phật biết hết không vậy? Cái gì cũng biết hết, biết quá khứ, rồi biết hiện tại, biết vị lai, có phải là giỏi như vậy không? Dạ đúng rồi Quanh Phan, y tương sinh cũng là duyên sinh đó Quanh Phan, có là 12 nhân duyên đó Quanh. Dạ sa thú. Thì khi mà mình ngồi mình nghĩ như vậy á, mình không biết Đức Phật có thiệt là giỏi như vậy không, Đức Phật có thiệt là đắc chứng như vậy không, cái đó là mình tự nhiên mình sinh ra một cái lòng, một cái mấy cái sự nghi vậy đó, tự mình không biết á quý vị, thành ra mình nghi. Rồi đến cái phần thứ hai là mình nghe Chư Tăng giảng á, là khi mà Đức Phật á, khi mà ngài chiếu cái hào quang ra thì cái chỗ nào cũng được sáng hết. Mình không biết á, là có thiệt như vậy không. Rồi những cái chỗ mà khuất sâu, những cái chỗ mà nó đen tối như vậy á, cái hào quang nó tới thì không vậy, tới xa dữ vậy hay sao. Đó, mình ngồi mình nghi về cái hào quang của Phật cũng là
một trong cái năm điều mà mình hoài nghi về Đức Phật. Và một cái thứ ba nữa đó, qua cái phần thứ ba nữa là khi mà mình nghe Chư Tăng giảng cái chỗ mà khi mà Đức Phật giảng nhớ tới và suy xét tới cái bộ thứ bảy ở trong cái vi diệu pháp này, thì Minh Như xin ôm lại một chút. Thì trong vi diệu pháp mình có bảy bộ tất cả, là thứ nhất là bộ pháp tụ nè quý vị, thứ hai đó là bộ phân tích, thứ ba đó là bộ chất ngữ, thứ tư đó là bộ nhân chế định, thứ năm là bộ ngữ tông, thứ sáu là bộ song đối, và thứ bảy là bộ vị trí. Thì khi mà Đức Phật suy xét về cái bộ vị trí, hay là tiếng Pali gọi là tách tha ná đó, thì cái hào quang của Phật chiếu ra rất là đẹp, có sáu màu luôn. Mà mình ngồi mình nghi, không biết là Chư Tăng nói vậy mà thiệt ra có sáu màu không ta, hay là nó chỉ có năm màu thôi. Mình cũng ngồi mình nghi vậy, tự mình không có thấy bao giờ hết, thành ra mình nghi. Đó, cái đó cũng là về hoài nghi về Đức Phật đó quý vị nha. Rồi cái phần thứ tư là hoài nghi đó, là không có biết á, là mình nghe kể là Đức Phật đi lên cung trời Đao Lợi nhằm cái hạ thứ bảy để thuyết pháp. Như vậy Ngài có thiệt, Ngài có thần thông mà Ngài bay lên đến trời được hay không vậy ta? Hay là cái đó chỉ là nói thôi? Nhiều khi mình nghe giảng mà mình ngồi đây mình cũng có nghi quý vị. Mình không thể nào nói trong đầu mình là không có nghi được hết á. Mình ngồi mình cứ nhưng mà mình tin Phật rồi thôi, nói vậy thôi, nghe vậy đi ha. Mà thiệt ra có phải tin là 100% không? Đó, cái đó cũng là hoài nghi về Đức Phật đó quý vị nha. Rồi cái phần thứ năm á là hoài nghi về không biết á, là Đức Phật có phải là dùng trí tuệ sáng suốt của Ngài để mà Ngài diệt trừ vô minh hay không. Tụi mình cứ nghe Chư Tăng giảng là hồi xưa Đức Phật cứ nói là bây giờ đó trong tâm của mình là vô minh đầy dày đặc như là một cái bóng tối vậy đó, nhưng mà khi có ánh sáng nó vô giống như một cái căn phòng tối mà có một cái đèn mà nó sáng lên một cái là cái bóng tối tự nhiên mất hết. Thì giống như vậy, thì có một cái trí tuệ của Đức Phật như vậy, khi mà Ngài có trí tuệ rồi á, không lẽ là trí tuệ đó có sức mạnh đến nỗi mà đẩy được tất cả vô minh đi hay sao? Tự nhiên mình cũng ngồi mình nghi vậy quý vị. Cái đó là một trong năm cái loại hoài nghi mà chúng sanh mình mà hoài nghi về Đức Thế Tôn. Nguyên Như xin ôm lại một lần nữa ha. Ngoài về cái hoài nghi Phật á, thì mình có năm chuyện. Thứ nhất là hoài nghi Phật không biết Ngài có đắc chứng được nhất thiết chủng trí hay là không. Thứ hai là hoài nghi về cái hào quang của Đức Phật, không biết á, là khi Ngài chiếu sáng ra có thấu được những cái chỗ khuất, chỗ đen tối hay không. Rồi thứ ba là hoài nghi về cái hào quang sáu màu của Phật khi mà Ngài suy xét cái bộ bách tha ná hay là bộ vị trí, nó có phóng ra được đầy đủ sáu màu hay là không. Thứ tư là mình hoài nghi về cái thần thông của Đức Phật, không biết là Ngài có thiệt lên đến cõi trời Đao Lợi nhằm cái hạ thứ bảy để mà thuyết pháp cho thân mẫu của Ngài hay là không. Rồi thứ năm á, là mình hoài nghi về không biết là Đức Phật có thiệt là dùng cái trí tuệ sáng suốt của Ngài để mà diệt trừ vô minh. Có phải vậy không vậy? Đó, những cái đó là những cái tư tưởng của mình mà phát sanh ra về Đức Phật. Thì cái đó là hoài nghi về Phật Bảo đó quý vị nha. Dạ, bây giờ Nguyên Như sẽ đi qua cái phần thứ hai là hoài nghi về Pháp. Thì khi mà mình hoài nghi về Pháp đó, thì có được bốn điều. Cái thứ nhất là hoài nghi về đạo, tức là mình không biết á, là trong cái bản nêu của mình đó quý vị. Quý vị thấy cái chỗ mà ở phía cuối ở bên tay trái á, là cái chỗ 40 cái tâm siêu thế. Thì quý vị thấy á, mình thấy có sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo nè. Thì mình cái phần mà ngồi hoài nghi về đạo đây á, mình không biết là thiệt sự á, cái bản nêu ghi như vậy. Rồi mình học á, là tu đà hoàng đắc được bốn cái quả như vậy đó, đắc được, dạ con xin lỗi, con xin sám hối. Khi mà mình đắc được bốn cái đạo như vậy đó, là tu đà quần nè, tu đà hàm nè, ana hàm nè, a la hán nè, có thiệt là đắc được bốn đạo như vậy không vậy ta? Có đúng là phải có bốn không? Mà mình không biết có thiệt hay không, và có nhiều người thì không biết là có đủ như vậy hay không, người ta cứ nghi ngờ vậy đó quý vị. Rồi về thứ hai là mình hoài nghi về quả,
tức là thiệt ra có bốn bậc thánh quả hay là không, tức là có được sơ quả, nhị quả, tam quả hay là tứ quả, hay là mình nói ra tên là có được là Tu Đà Hoàn quả, Tư Đà Hàm quả, A Na Hàm quả hay là A La Qua Hán quả hay là không. Thiệt sự có bốn đạo bốn quả như vậy không ta? Mình cũng nghi ngờ, mình không biết được, hay là mình chỉ ngồi nghe nói rồi mình tin như vậy thì thôi hả quý vị? Rồi cái thứ ba đó là mình hoài nghi về Niết Bàn. Mình nghe Đức Phật nói về Niết Bàn, mình tu, tất cả chúng ta đây mình tu, mình cũng nhắm hướng Niết Bàn, thì mình cứ nói là Niết Bàn thẳng tiến. Nhưng mà khi mà hỏi Niết Bàn là gì á, thì mình không biết là cái gì hết. Khi mà mình đi hỏi á, thì Chư Tăng cũng trả lời, mình học hồi đó giờ đó quý vị, mình cũng trả lời cũng không có được cái câu hỏi, không có được cái đáp án như là mình muốn. Tự vì sao? Tự vì mình giống như là con ếch ngồi dưới đáy giếng, mình không biết gì hết. Mà Niết Bàn là một cái sự vắng lặng, một cái sự vi diệu như vậy, thì mình dùng cái tâm phàm phu của mình không thể nào hiểu được là gì. Thành ra không thể nào mà bàn được cái chuyện đó. Giống như là một cái con rùa nó đi lên, nó đi lên, nó kể, thì có một cái con mà nó ở trên bờ, nó đâu có xuống dưới biển được, thì nó không thể nào là biết ở dưới biển có bao nhiêu sâu được. Thành ra mình ở trên này mà mình nói ở bên kia cũng không được, phải không quý vị? Thiệt ra là khó lắm. Thành ra mình ngồi đây mình cũng nói với nhau nghe như vậy, mà thiệt sự trong thâm tâm mình cũng không biết Niết Bàn là cái gì, rồi không biết là nó có phải vắng lặng như là Chư Tăng kể hay không. Và trong Niết Bàn thiệt sự không lẽ nó không còn khổ nữa hay sao? Mình thấy ở đây mình lúc nào cũng khổ hết, mà có một cái chỗ như vậy, một cái trạng thái như vậy thiệt là không khổ thiệt hả? Mình cũng có nghi chứ quý vị. Mình không thể nào nói là mình tin hoàn toàn mà không nghi được hết á. Rồi về cái phần thứ tư á, là hoài nghi về pháp học. Ok, mình cũng học, mình thấy á, là trong pháp học mình là có tất cả là tam tạng, phải không quý vị? Rồi nó có 8 muôn 4 ngàn pháp uẩn. Rồi có thiệt sự là nó đúng 8 muôn 4 ngàn pháp uẩn không? Hay là nó nhiều hơn? Hay là nó ít hơn? Hay là cái này chỉ có con số người ta đặt ra nghe cho hay hay vậy thôi? Mình cũng có nghi chứ quý vị. Rồi mình không biết là vậy có bao nhiêu chữ, bao nhiêu trang. Rồi pháp học như vậy là đúng vậy không ta? Mình tự vì mình không biết thì tự nhiên đi thôi quý vị. Thì cái phần hồi giờ cũng như kể mình nghi ra đó, là mình gọi là hoài nghi về pháp. Như ôn sơ một chút lại ha, thì hoài nghi pháp mình có được bốn điều, là mình hoài nghi về đạo nè, mình hoài nghi về quả nè, mình hoài nghi về Niết Bàn, và mình hoài nghi về pháp học, không biết có đủ là 8 muôn 4 ngàn pháp uẩn hay không. Dạ, bây giờ Nguyên Như sẽ đi qua cái phần thứ ba, là mình hoài nghi về tăng. Thì hoài nghi về tăng mình có được hai điều, là thứ nhất là mình không biết là thánh tăng có thật hay không, tức là không biết là đệ tử của Phật khi mà tu rồi trong thời của ngài đó có được đắc quả và được thành thánh luôn hay không. Rồi cái thứ nhì á, là khi mình hoài nghi không biết là những vị phàm tăng á, họ tu được rồi họ có thể chứng đắc được hay không, tức là họ dùng cái những cái giới nè, những cái định nè, rồi họ tu, họ có thể là tự trong sạch, rồi họ có thể đắc được hay không vậy. Rồi mình giống như mình bây giờ mà mình là Phật tử, mình ở ở ngoài đời, rồi mình đi vô trong, có thể là mình xuất gia, mình làm tu nữ, hay là mình xuất gia thành tỳ kheo, mình tu mình cũng đắc được hay sao? Mình cũng có cái sự nghi đó quý vị. Rồi có nhiều cái sự nghi ngờ trong cái về tăng, về phàm tăng và thánh tăng như vậy đó, thì mình gọi là mình hoài nghi tăng bảo đó quý vị nha. Là cũng như ôm lại là hoài nghi tăng, thì mình có hoài nghi hai chuyện. Chuyện thứ nhất là mình không biết thánh tăng có thiệt hay không. Chuyện thứ hai là mình không biết là phàm tăng có cái sự đắc chứng thiệt hay là không, khi mà họ tu tập họ có đắc được hay không. Thì đó là ngoài ghi về tăng bảo. Dạ, Nguyên Như sẽ ôn qua cái phần kế tiếp là hoài nghi về tam học. Thì hoài nghi về tam học thì mình có ba điều. Cái thứ nhất là hoài nghi về giới học. Thứ hai, hoài nghi về định học. Và thứ ba là hoài nghi về tuệ học.
cái hoài nghi về giới học đó, thì mình không có biết á, mình cũng nghi ngờ khi mà mình giữ giới. Thí dụ như mình ở ngoài cư sĩ thì mình giữ năm giới, ở trong chư tăng thì mình giữ thiệt là nhiều giới luôn. Mà như vậy á, thì giữ giới như vậy mình có ngăn trừ được cái sự xấu ác của thân khẩu và ý của mình hay không? Mình cũng nghi ngờ như vậy, mình nghi về cái giới học đó quý vị. Rồi khi mà mình hoài nghi về định học có nghĩa là sao? Mình hoài nghi về định học có nghĩa là không biết là khi mà mình ngồi xuống á, mình thiền định, thiền quán như vậy á, mình dùng cái tâm yên lặng của mình, rồi mình có được tiến hóa không? Về cái tâm linh mình có thiệt sự là tiến hóa khi mà mình ngồi xuống, mình có định, mình tu không vậy? Cái đó cũng là hoài nghi về định học đó. Rồi cái thứ ba là hoài nghi về tuệ học. Có nghĩa là sao? Hoài nghi về tuệ học có nghĩa đó là không biết khi mà mình có trí tuệ rồi á, thì cái trí tuệ đó mình dùng để mà mình tỏ ngộ, mình có thể dùng trí tuệ đó để được chứng đắc đến đạo quả. Mình có thể dùng trí tuệ đó để mình có thể diệt trừ được phiền não trầm luân bao nhiêu trăm ngàn kiếp của mình. Rồi mình có thể dùng cái trí tuệ đó của mình á, để mà mình dứt được cái những cái nhân khổ mà đắc được đạo quả, vào được niết bàn luôn hay không? Thì mình cũng hoài nghi quý vị, hoài nghi cái đó thì mình gọi chung á là hoài nghi về tam học, có nghĩa là hoài nghi về giới học nè, hoài nghi về định học nè, và hoài nghi về tuệ học. Mình đừng có nghĩ mình không bao giờ hoài nghi nha quý vị. Mình hoài nghi chắc hết luôn á. Tự nhiên khi mà mình đã nói là mình dứt hết tất cả cái hoài nghi rồi là mình giỏi lắm rồi quý vị ơi, không có đâu. Dạ, Nguyên Như sẽ đi qua tiếp về cái phần mà hoài nghi về quá khứ. Hoài nghi về quá khứ của mình á thì có được 5 điều. Là không biết á, mình hoài nghi và không biết hồi đời trước á mình có không vậy? Cái kiếp trước của mình đó quý vị, mình ngồi xuống hoài nghi không biết kiếp trước mình, đời trước của mình có không vậy ta? Rồi mình hoài nghi, cái thứ hai là mình hoài nghi như vậy đời trước mình có hay là không có? Rồi cái thứ ba đó là mình hoài nghi không biết đời trước của mình giàu hay là nghèo. Mình thiệt là giàu sang, sang trọng hay là mình thiệt là nghèo, rớt mồng tơi vậy ta? Mình cũng có suy nghĩ đó nữa quý vị. Rồi cái thứ tư á là mình hoài nghi không biết á là đời trước mình có hình dáng như sao, ốm tròn mập béo như thế nào, rồi là cái gì nữa, hình dáng của mình là gì vậy, mình cũng không biết. Mình ngồi mình nghi ngờ ngờ vậy đó, mình ngờ ngờ vậy đó. Rồi cái cuối cùng là cái thứ năm á là hoài nghi đời trước á mình từ ở đâu sanh về, mình lại từ cung trời nào, hay là ở dưới bốn cõi khổ, hay là ở đâu mình sinh ra. Mình không biết những cái việc đó quý vị. Thì mình gọi đó là cái đời hoài nghi về cái quá khứ của mình. Thì Nguyên Như ôn lại có 5 điều ha. Không biết á, hoài nghi quá khứ thì có 5. Không biết là đời trước á, ta có phải không? Không biết là đời trước ta có hay không có? Hoài nghi về đời trước á, ta giàu sang hay nghèo hèn như thế nào? Hoài nghi đời trước á, ta có hình dáng như thế nào? Rồi hoài nghi á, đời trước ta từ đâu sanh ra? Ta từ đâu sanh về đây? Và cái phần kế tiếp á, là mình sẽ hoài nghi về vị lai. Hoài nghi về vị lai thì mình có được 5 điều. Là mình hoài nghi không biết là đời sau á, mình còn có hay là không. Mình không biết như vậy, hay là mình nghĩ là mình ở ngay bây giờ rồi cái nó mất tiêu luôn. Thiệt sự mình không biết được, không dám biết. Nghi ngờ, không hiểu, không biết. Nghi ngờ, không hiểu, không biết, nghi ngờ. Cứ bị lẫn quẩn như vậy đó quý vị. Rồi mình không biết á, là đời sau mình có hay là không có. Mình cũng không biết, mình cũng nghi ngờ vậy đó. Rồi cái kế tiếp á, là hoài nghi cái đời sau mình không biết sanh ra như vậy. Mình giàu hay là mình nghèo? Mình làm phước như vậy đủ chưa ta? Vậy đời sau mình ra sao vậy? Mình cũng nghi nữa, mình không biết, mình cũng nghi nữa. Rồi mình không biết á, cái đời sau mình có hình dáng ra làm sao? Ốm béo, rồi mập lùn, rồi hay là tròn méo gì đó, mình ra sao mình cũng hoài nghi luôn. Rồi mình cũng hoài nghi là đời sau mình sẽ sanh ra như thế nào, và rồi chết mình sanh về đâu. Mình cũng có nghi quý vị, mình không biết, mình cũng nghi những cái đó.
Như xin ôm lại là cái hoài nghi về vị lai thì mình cũng có được năm điều, là hoài nghi đời sau ta có phải không, hay là hoài nghi đời sau ta không có phải không, hoài nghi đời sau ta giàu sang và nghèo hèn như thế nào, hoài nghi đời sau ta có hình dáng như thế nào, rồi hoài nghi đời sau ta sanh ra như thế nào, rồi khi chết á thì ta được sanh về đâu. Không biết quý vị, mình cứ ngồi mình hoài nghi như vậy á, thì tất cả những cái loại hoài nghi đó đó mình gọi là hoài nghi về vị lai. Rồi Nguyên Như xin tiếp tục ôn tới cái hoài nghi về hiện tại. Khi mà mình hoài nghi về hiện tại đó thì có 5 điều để mình hoài nghi. Tức là mình hoài nghi bây giờ á, đây có phải là mình không, là ta không vậy? Mình thiệt sự là mình đây sao? Rồi cái điều thứ nhì á, mình hoài nghi á, ở đây không phải là ta hay là ta? Hồi nãy là ta rồi, giờ không phải là ta hả? Vậy không phải là ta hay là ta hay là sao? Mình nhiều khi trong cái tâm mình nó lẫn qua lẫn quẩn vậy quý vị, nó có đó. Rồi cái thứ ba mình cũng nghi là hiện giờ cái mình, cái gì là ta đây nè, cái ngũ uẩn hay là cái tâm, là cái thân hay là cái tâm đây, cái danh hay là cái sắc, cái gì là ta đây. Rồi mình hoài nghi tiếp là bây giờ ta là cái gì, rồi cái gì là ta, ta là cái gì, có phải là ta không, ta có phải như vậy không. Rồi khi mà bây giờ đó, chúng sanh và ta từ đâu sanh trở lại đây vậy. Mình cứ ngồi lâu lâu mình nghĩ trong đầu như vậy á. Hoài nghi hiện tại thì có 5 nè. Hoài nghi đây là ta phải không? Hoài nghi đây không phải là ta phải không? Hoài nghi hiện giờ cái gì là ta đây? Hoài nghi hiện giờ ta là cái gì? Rồi hoài nghi hiện giờ chúng sanh và ta từ đâu sanh ra, từ đâu sanh lại đây ta? Mình nghĩ tới nghĩ luôn như vậy thì những cái loại suy nghĩ này á, mình gọi chung lại á là hoài nghi hiện tại. Rồi còn cái phần mà hoài nghi về y tương sinh đó quý vị, tức là giống như là hồi nãy Quanh Phan có nói là duyên sinh luôn đó, 12 nhân duyên đó. Giống như hôm bữa mình giờ mình đang học cái lớp thiệt là dài của sư Pháp Tính đó, Đạo Tràng nhớ không? Thì hoài nghi y tương sinh này á, thì có 11 điều ở đây. Hôm bữa giờ mình có cái bảng mà 12 duyên khởi đó quý vị, thì là từ vô minh nè ha, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên duyên lục nhập duyên cho lục nhập sanh ra xúc, xúc sanh ra thọ, thọ sanh cho ái, ái sinh ra thủ, thủ sinh ra hữu, hữu sinh ra sanh, sanh sinh ra lão tử, lão tử vô minh. Rồi bắt đầu trở lại vô minh tới hành, hành tới thức, thức tới danh sắc tới lục nhập, lục nhập tới xúc, xúc tới thọ, thọ tới ái, ái tới hữu, thủ, thủ tới hữu, hữu tới sanh, sanh tới lão tử, lão tử tới vô minh. Đó thành ra một cái dòng mắt xích như vậy, cứ như dòng tròn, dòng tròn, dòng tròn, dòng tròn như vậy á. Thì mình ngồi mình học, ok. Mình thấy mở đầu hồi xưa giờ chưa bao giờ mình nghe được cái này. Rồi mình nghe như vậy nó cũng thấy 12 cái nó có đúng vậy ta, nó cũng là lạ ha. Bây giờ Nguyên Như xin lý đọc sơ qua cho quý vị. Thì trong cái 12 cái y tương sinh này á, mình sẽ có tất cả là 11 cái mắt xích với nhau. Thì quý vị thấy cái phần thứ nhất là hoài nghi chúng sanh có già chết có phải do sự sanh ra hay không. Tức là sanh rồi mới có già chết, là mình hoài nghi như vậy á. Có già chết có phải là tự nhiên có sự sanh ra không. Rồi cái thứ hai mình sẽ hoài nghi á, khi mà mình tục sanh hay đầu thai á, là có phải do hiện nghiệp hậu hữu hay là không. Rồi cái thứ ba đó là mình sẽ hoài nghi cái nghiệp hậu hữu đó có phải do cái sự chấp thủ cứng nhắc mà ra hay không. Rồi cái thứ tư á, là mình sẽ hoài nghi là cái hậu hữu này nè có phải do cái sự tham ái sanh ra hay không. Rồi cái thứ năm á, mình sẽ hoài nghi là ái này à, có phải là do sự thọ hưởng mà có hay không. Rồi cái thứ sáu mình sẽ hoài nghi là khi mà thọ này, thọ có phải là do cái sự xúc chạm mà ra hay không. Rồi cái thứ bảy á, mình sẽ hoài nghi là khi mà mình có xúc á, xúc nó có phải thiệt là do lục nhập ra hay không. Rồi cái phần thứ tám mình sẽ hoài nghi là lục nhập á,
nó có phải có là do nhờ danh sắc nó sanh ra hay không? Rồi cái phần thứ 9 á, mình sẽ nghi là không biết á, là danh sắc nó phải có do nhờ là thức sanh ra hay không. Thứ 10 là mình sẽ hoài nghi tục sanh nó có phải là do pháp hành trợ giúp hay không. Và số 11 là mình sẽ hoài nghi là pháp hành phát sanh, không biết là có phải có từ vô minh hay là không. Thành ra khi mà mình suy về cái y tương sinh này nè, mình sẽ thấy có 12 cái vòng tròn như vậy. Rồi mình cứ là, mình nhìn vô cái vòng tròn mình cứ quanh quẩn, tại vì mình không biết rõ đó quý vị. Mình còn yếu lắm, mình pháp mình chưa có rành. Thành ra mình cứ nhìn cái dòng đó, mình hỏi không biết cái này có thiệt sự á, là cái từ cái này ra hay không. Rồi từ cái dòng này có phải là từ cái dòng đó sanh ra hay không. Thì giống như mình học trò thì mình học, mình có cái những cái sự nghi ngờ tại vậy đó quý vị. Thì cái những cái 11 cái điều nghi ngờ của mình đây đó, thì mình gọi là hoài nghi về cái duyên sinh. Và có một cái chỗ nữa, cũng như xin thí dụ như từ xúc qua thọ đó quý vị. Thì có những cái người ngoại đạo á, họ lại nghĩ á, là thọ đó do nghiệp sanh ra, chứ thọ không có phải là do xúc sanh ra. Thành ra họ nhìn cái thuyết 12 nhân duyên của mình là nhiều khi họ đâu có đồng ý đâu. Đâu phải ai cũng đồng ý với 12 duyên sinh, 12 duyên hệ này đâu quý vị. Họ nói, tự vì mình thọ khổ như vậy, không phải là từ xúc nó gây ra thọ, mà tự vì cái nghiệp của mình sống ở trên đời đó, mình làm gì không biết, mà mình sanh ra, mình khổ là mình phải chịu khổ, chứ không có dính gì cái xúc hay là cái gì hết trơn á. Là mình sanh ra là mình thọ khổ, là mình thọ khổ à. Có những người hưởng mình sướng là mình sướng à. Có những người ngoại đạo quý vị, họ nghĩ như vậy đó. Rồi họ đâu có tin vô cái bản 12 nhân duyên hay đâu. Đây là cũng một cái loại là gọi là hoài nghi về cái y tương sinh đó quý vị. Thì hồi nãy giờ á, Nguyên Như ôm lại tất cả. Thành ra quý vị thấy, mình lặp lại một chút xíu ha. Thì cái về cái hoài nghi đặc biệt này á, mình chia ra làm 8 cách. Mà khi mà tổng cộng trở lại á, quý vị thấy có tất cả là 40 điều. Là 8 cách là hoài nghi Phật bảo nè. Hoài nghi Phật bảo á, thì có 5 điều ở trong đó ha. Rồi đến hoài nghi Pháp bảo đó, là mình cũng có 4 điều trong đây. Hoài nghi Tăng bảo, mình có 2 điều. Rồi hoài nghi Tam học, mình có 3 điều. Hoài nghi quá khứ, mình có 5 điều. Hoài nghi vị lai, mình có 5 điều. Hoài nghi về hiện tại, mình có 5 điều. Hoài nghi về y tương sinh, mình có 11 điều. Hồi nãy giờ quý vị cộng lại có phải tất cả 40 điều không quý vị? 5, 4 là 9. 2, 3 là 5. 10, 15. Rồi tất cả, như thấy cộng lại là đúng 40 điều đó cả nhà. Thì khi mà quý vị đi sâu vô rõ chi tiết về cái hoài nghi, hôm bữa giờ mình nói sơ sơ, hoài nghi có 8 cái mà mình không biết rõ ràng là thiệt sự nó có chia ra làm 40 cái điều để mình có thể hoài nghi đây. Mà hoài nghi này gọi là hoài nghi đặc biệt. Thành ra khi mà cái tâm si hoài nghi đó, mà mình nói về hoài nghi mà mình có thể gọi là tâm bất thiện á, thì thường thường á, là mình nói về cái hoài nghi đặc biệt này nha quý vị. Chứ nếu mà quý vị đứng ở giữa ngã ba đường mà quý vị không biết là quý vị quẹo bên phải hay là quý vị quẹo bên trái để quý vị đến nhà bạn, mà nói là tự vì mình có cái hoài nghi này mà mình phải tạo ác nghiệp, tự vì mình có 12 tâm bất thiện thì thiệt là tội nghiệp quá đúng không quý vị? Cái đó chỉ là hoài nghi thông thường thôi, đâu có làm gì đâu mà tội nghiệp. Rồi mình đi, bây giờ mình ra chợ mình muốn ăn một cái chén chè, bà bán chè hỏi con có muốn ăn nước dừa hay không. Mình ngồi mình không biết mình có nên ăn nước dừa hay không ăn nước dừa, mà nó là cái tâm đó mình, mà mình phải thành tâm bất thiện tự vì nó có si hoài nghi thì hơi tội nghiệp quý vị hả. Thành ra như vậy đó, thì nếu á, mà mình có hoài nghi 140 điều ở đây á, thì lúc đó mình mới gọi là cái tâm si hoài nghi. Còn những cái hoài nghi khác á, hoài nghi mà thông thường á, thì mình không có gọi là nó là một trong những cái tâm bất thiện hay cả nhà. Khi nào mình cứ nhớ lại đi, khi mà một vị thánh Tu Đà Quần thì họ đã diệt được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ,
thì cho cái hoài nghi đó là một là 40 cái hoài nghi mà hồi nãy giờ là Nguyên Như đã kể ra đây, thì không có còn hoài nghi nữa. Thì vị này đã chính thức bước vào cái tu đà hoàng đạo, thì chắc chắn là 40 cái điều này ở trong cái tâm si hoài nghi đặc biệt này là nó không có, chắc chắn là như vậy. Mà cái câu hỏi được đưa ra đó là tại sao mà cái vị tu đà hoàng không còn hoài nghi nữa vậy quý vị? Thì cái câu này mình sẽ dùng để mà trong cái phần ôn tập tiếp. Bây giờ là 9:57. Bây giờ Nguyên Như đã ôn xong cái bài về cái phần si hoài nghi. Bây giờ tha hồ cho cả nhà có câu hỏi và mình bàn luận ha. Câu hỏi của Nguyên Như đưa ra là vì sao mà cái vị tu đà hoàng, đắc được tu đà hoàng đạo lại không còn si hoài nghi vậy cả nhà? Theo như bài hồi nãy giờ mà mình trình bày đó, thì bây giờ là tới phần của cả nhà ôn bài ha. Cái chỗ mà cái 12 nhân duyên đó, Nguyên Như không biết là sư Huynh Lý có cái phần nào để mà bổ sung cho Nguyên Như hay không, thì anh thể có thể cầm mic để lên nói vài phút và về cái vấn đề này cho cả nhà hiểu thêm trước khi mà mình cùng ôn bài với nhau ha anh. Dạ, Nguyên Như xin nhường mic lại ạ. Dạ, Nam Mô Phật Ca, dạ Nam Mô Tham Ngã Sân Ca, dạ một lần nữa con kính đảnh lễ chư quý sư, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, rất cảm ơn Nguyên Như đã dày công ra nghiên cứu học hỏi và tổng kết lại 40 cái hoài pháp hoài nghi. Chúng ta khi nghe chữ hoài nghi thường thông thường thì chúng ta có cái sự hiểu là giống như là một người nào đó bảo mình một cái điều gì đó mà mình không tin, chưa tin ngay và mình nghi, thì cái đó hoài nghi. Nhưng mà để lặp lại lúc mà Nguyên Như hồi định nghĩa là cái sự mà không biết rõ ràng cũng là một trạng thái hoài nghi được định nghĩa trong trong đạo Phật. Cho nên là trở lại những cái pháp mà đã được liệt kê nãy giờ đó, vì chúng ta chưa đắc đạo, chưa đắc quả, chưa biết cái pháp nó được rõ ràng và còn cái sự đu mờ chập chờn khó hiểu nó chưa rõ ràng đó, thì cái đó cũng gọi là hoài nghi. Để lặp lại cái định nghĩa này để mà chúng ta không có sự thắc mắc, để giải giải quyết một bớt một chút xíu về cái nghi về cái định nghĩa. Nguyên Như ơi, xin Nguyên Như hồi nãy Nguyên Như nói mà cũng có phần hơi lẹ, nói đây viết nốt không kịp về cái phần mà nghi về liên quan tương sinh. Số 1 là chúng sanh có phải già chết là từ sanh ra, rồi thứ hai là tục sanh có phải do nghiệp hậu hữu hay không, rồi thứ ba thì lúc tại Văn viết thứ hai mình như đọc cái thứ ba viết không kịp thì cũng tranh thủ viết mấy cái phần thứ tư, đó là từ thứ tư tới thứ 11. Hậu hữu có phải do tham ái, rồi ái phải do thụ hưởng thọ đó, và thọ có phải là do xúc chạm, xúc chạm có phải do lục nhập, nhập có phải do danh sắc, danh sắc có phải từ do thức, thức có phải do từ hành, hành có phải do từ vô minh. Giống như chúng ta đi ngược lại cái 12 cái liên quan tương sinh đó. Có một số vị sư người ta kỹ lưỡng đó, người ta nói là không có dùng cái chữ là 12 nhân duyên, là vì nhân duyên là một trong 224 duyên. Thì từ cái vô minh mà nó duyên qua cho hành, là từ cái hành nó duyên qua cho thức, thì nó cũng nhờ vào những cái loại duyên trong 24 cái duyên này mà mỗi một cái mắt xích trong cái liên quan tương sinh này đó, nó tôi đi từ mắt xích này qua mắt xích kia, nó phải nhờ vào một số loại duyên nào đó. Cho nên là chúng ta tập cái thói quen mới là vô minh duyên, hành hình duyên, thức. Và chúng ta cũng nói về cái 12, chúng ta không dùng cái chữ gọi là 12 nhân duyên nữa, mà chúng ta gọi là liên quan tương sinh hoặc là duyên sinh duyên hệ đó, thì đấy nó có cái sự hiểu biết rõ ràng hơn. Thêm nữa là cái nghi về quá khứ hồi nãy qua cũng viết không kịp, như là nghi kiếp quá khứ có không, nghi đời trước có ta không, có sanh vào từ đâu sinh ra, và như cái thứ năm cũng không có viết kịp. Còn tất cả những phần còn lại thì chắc ok. Dạ. Cái yêu cầu cũng như hồi nãy về vấn đề mà liên quan tương sinh, thì thực ra thì chúng ta đang học cái lớp của sư Pháp Tính đó, là nó hoàn toàn nó liên quan tới cái bài này.
sư đã dùng cái thời giờ và cắt nghĩa rất là tận tình và chi tiết kỹ lưỡng về cái bài học này, cho nên là hy vọng rằng khi cả nhà học xong cái bài mà duyên sinh duyên hệ liên quan tương sinh này thì nó sẽ rõ hơn. Còn như là kiểu rồi sư giảng tới cái phần thức là vô minh duyên thành, còn duyên thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thì hình như cái bài đó chúng ta cũng còn đang học, cho nên là sư vô rất là chi tiết, cho nên là thực ra cái bộ thứ bảy liên quan tương sinh này là cái cả một cái bộ thứ bảy mà Đức Phật khi mà ngài nghiệm ra cái bộ này, hào quang của ngài phóng ra tới những cái cõi mà ngay cả những cái cõi địa ngục mà trong kinh nói là những cái cõi địa ngục mà rất thời gian rất lâu chưa từng biết thấy ánh sáng, mà khi mà Đức Phật ngài đã nghiệm ra được cái bộ này, ánh sáng của hào quang của ngài phóng tới đến những cái nơi mà nó u ám, nó tối tăm, mà nó chỗ khuất lấp giống như là nguyên nhân đó, thì trong kinh có diễn tả cái điều đó, cho nên là cái bộ này ở trình độ chúng ta bây giờ thực ra là bất khả tư nghị, không có dám nói, là vì nói nó sợ nó sai, nó rất là không tốt. Nhưng mà trên cái bề mặt á, thì chúng ta hiểu biết rằng cái vấn đề nghi á, là ở đây chúng ta đa phần nghi là do chưa biết và chưa hiểu nhiều hơn là được bảo mà không chịu tin. Thực sự mà nói thì người chưa đắc sơ đạo sơ quả, tức là chưa được diệt được cái hoài nghi, cái tâm sở hoài nghi, cái nghi bất thiện đó, thì cho dù chúng ta có nói, có muốn nói rằng, có bảo tự mình bảo mình rằng chúng ta hoàn toàn tin ở Tam Bảo, thì cái đó là do tính thôi. Trong ngũ lực ngũ quyền đó, tính tấn niệm định tuệ, thì cái không có nghi ngờ này do chúng ta tin ở nơi Tam Bảo, do cái lòng của chúng ta, chứ chưa phải cái tin do từ cái thấy biết của cái trí tuệ. Thì cái vị mà đắc sơ quả đã diệt được cái vô minh, bước xuôi dòng thánh, vứt diệt vào được bước vào cái dòng thánh, thì không còn hoài nghi những cái pháp hoài nghi về đặc biệt nữa, là vì chính bản thân họ kinh nghiệm được những cái điều mà Đức Phật dạy, những cái con đường của Đức Phật đã chỉ ra, những cái pháp hoặc phát hành mà ngài đã hướng dẫn nêu ra. Và khi mà chúng ta đã kinh nghiệm được rồi, lấy ví dụ giống như chúng ta uống nước mà biết nóng biết lạnh, biết cái hương vị nó ra sao, thì khỏi cần phải cắt nghĩa giải thích nữa, thì nó không còn thuộc loại về cái đức tin một cách bình thường, mà nó là thuộc về kinh nghiệm. Cái hoài nghi mà đặc biệt, tức là hoài nghi về Tam Bảo nói chung, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, thì Pháp Bảo có những cái pháp đương ngộ, tất cả những cái này nó thuộc về Pháp Bảo này. Hoài nghi về Tam Học, hoài nghi về Tăng Bảo, Tư Tăng, Phàm Thanh Tăng, Thánh Tăng, Thánh Tăng đã có thực sự đắc thánh chưa, hoặc là Phàm Tăng có phải là tu trên con đường Tam Vô La Hộp để đi trên con đường mà đắc thánh hay không, thì những cái hoài nghi đó diệt sạch, là vì chính bản thân những cái vị thánh mà sơ quả, dòng thánh đầu tiên là Thất Lai đã là diệt được cái hoài nghi này rồi, và cũng diệt được thân kiến. Cho nên là những cái chi thôi, thì bây giờ cả nhà chúng ta có những câu hỏi thắc mắc nào về những cái chi phần nào trong bốn cái này, thì chúng ta đưa ra để bàn bạc Phật pháp thêm, chứ về cái phần mà liên quan tương sinh trong 12 cái vòng mắt xích này, thì ở đây cũng có tính cách liệt kê để nói rõ về cái chủ đề của vấn đề hoài nghi hơn là cái vấn đề mà giải thích, vì thật sự mà nói không dám. Xin quý sư Nguyên Thông, sư Thanh Tâm, cả nhà chúng ta có vị nào có ý kiến nào để đóng góp, và đồng thời là cũng có những cái câu hỏi nào về những cái một trong những cái chi trong 40 chi này, thì chúng ta cùng nhau bàn bạc. Xin cảm ơn.
Sa thú anh Lý. Anh ôn qua lại một một chút cũng rất là sa thú, nó rõ hơn nữa. Dạ Nguyên Như xin có câu hỏi cho đến anh Lý, chị Hà, anh Kevin, cho đạo tràng, là giống như anh Lý mới nói, khi mà mình có tín thì mình tin Đức Phật nè, tin Pháp, tin Tăng, mình dùng cái lòng tịnh tín của mình tin như vậy, lòng tin của mình để mà mình tin thôi, mà mình không có giống như ở ngoài đời mình nói là ô, nếu mà Nguyên Như tin anh Lý, Nguyên Như tin sư thì Nguyên Như sẽ không còn nghi nữa. Nhưng mà thiệt ra quý vị thấy mình học trong Di Diệu Pháp đó, hai cái đó là hai cái chi pháp khác nhau. Mình tin là một chuyện mà mình nghi là một cái chuyện khác nữa. Như vậy là tin á, thì cái đường tin, mà nghi thì có đường nghi. Như vậy là vừa tin vừa nghi, hai cái thứ đó vẫn tồn tại song song, nó vẫn xuất hiện, phải không anh? Tự vì mình vẫn tin mà mình vẫn nghi đây, chứ không phải giống như ở ngoài đời là khi mình tin rồi thì không còn nghi nữa, mà đã nghi thì không tin. Giống như đạo Khổng đó, người ta nói nếu mà không có tin thì đừng có dùng, mà dùng thì đừng có nghi. Như vậy là nó có phải là nó khác với những cái suy nghĩ thông thường của mình, phải không anh? Theo lời anh nói thì như thế, nó rõ ràng là nó coi như cái sự tinh tịnh tín đó và cái sự nghi ngờ hình như là đường ai nấy đi đó. Và Nguyên Như xin nhường mic lại cho anh Lý có thể giải thích cho Nguyên Như và đạo tràng cái này ha. Dạ, em xin xuống. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sơn Khai. Theo như kinh sách nói thì cái vị thánh Thất Lai Sơ Đạo Sơ Quả Tu Đà Vờn á, việc cái kiết sử về hoài nghi, mà cái hoài nghi đây là hoài nghi về Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, những tâm vô lộ học, rồi liên quan tương sinh, rồi tứ đế chẳng hạn như đó, thì cái đây là tất cả những cái hoài nghi, những cái pháp hoài nghi mà được nói mà vị thánh Thất Lai đã diệt sạch đó, là tất cả những cái đó là hoài nghi đặc biệt không à. Chứ một vị thánh Thất Lai cũng được quyền có những cái hoài nghi thông thường, vì người ta có thể là người ta không biết làm một cái điều gì đó, người ta không biết đi đường, hoặc người ta không biết nấu ăn chẳng hạn, hoặc là người ta không biết vẽ, người ta không biết đàn, người ta không biết làm cái này cái kia, không biết làm mà bảo họ làm, người ta không biết làm thì mình hỏi là nói rằng họ nghi thì nghi là nghi, nhưng mà cũng chẳng mắc mớ gì cái mục đích của họ tầm cầu đạo quả cả. Vị thánh Thất Lai thì cũng là thánh hữu học, còn phải sử dụng cái tính mà Nguyên Như hồi nãy đề cập ở đây, tức là trong cái bản nêu mà thuộc về 26 của tịnh thảo, là tính là cái đức tin. Tại vì những vị thánh hữu học vẫn còn phải đi tiếp trên con đường mà đến cái đạo quả, thánh quả cuối cùng là thánh quả La Hán, cho nên không thể nào vẫn còn phải xài tín niệm tàm quý vô tham vô sân hình sắc, những cái tâm sở tịnh thảo đó để mà đi tiếp cái con đường. Còn cái hoài nghi đó, hoài nghi thông thường thì có, thì cứ việc có khi gặp đúng cái cảnh đối tượng của nó, cái tâm sở mà tâm sở hoài nghi, tâm sở tính, cái tâm sở và tâm nó có tứ đồng, và đồng sanh đồng diệt, đồng nương một căn, và đồng bắt một cảnh nhớ, cái tâm nào nó hiện bài cũng do cái duyên từ cái cảnh của nó, tức là lục nhập là duyên xúc, xúc ở đây nó phải có cái cảnh của nó, xúc thọ tương tư nhớ phóng mọi nguyện tất ý, và xúc với duyên ái, tức là nó có những cái tình cảm đặt ở trong đó. Thì trở lại cái câu hỏi của Nguyên Như đưa ra ở đây là tính, nó có vai trò của tính, nó cũng có chi pháp của nó cũng có bốn trạng thái của nó, trạng thái phận sự, sự thành tựu, nhưng cần thiết thì hoài nghi nó cũng có cái việc của nó. Nhưng mà khi đã là một vị thánh mà sơ quả trở lên rồi đó, thì cái chuyện hoài nghi về pháp đặc biệt, hoài nghi đặc biệt những cái pháp như nãy như đã trình bày thì không còn nữa thôi. Chứ khi họ lưỡng lự trước ngã ba đường để tìm đường chẳng hạn, hoặc là để mà có đưa ra một cái quyết định nào nó thuộc về hiệp thế, thì cái chuyện đó là cái chuyện bình thường thôi.
cũng nó không phải là nó không có nói điều là thánh là không còn hoài nghi nữa. Hai cái chuyện đó là xa lắc xa lơ, vì đó cái cảnh, cái đối tượng là hai chuyện khác nhau. Cái đối tượng để mà tìm thấy rõ cái chân đế, thấy rõ được cái danh sắc này là do duyên nó sanh, chứ không phải là một cái bản ngã, một cái tôi, cái ta, cái một cái gì đó do ai đặt để. Cho nên mới có cái chuyện mà nếu mà không nghi về quá khứ, không nghi về hiện tại, không nghi về vị lai, những cái trạng thái này đó, vì một vị thánh hữu học một sơ quả tu đờ hoàng thấy rõ, biết rõ. Cho nên vì cái thân kiến để chỗ là cái tham, cái thân kiến là thấy không còn thấy rằng cái thân này là ta, là tôi nữa, thì tất cả những cái nghi về quá khứ, vị lai và hiện tại thì nó cũng cũng dẹp sạch hết. Là vì họ thấy được cái nhân quả trong cái liên quan tương sinh, thì con những cái nghi về liên quan tương sinh họ cũng dẹp luôn. Thì con đường giới định tuệ họ đã thực hành, và khi mà cái tuệ phản kháng họ chứng nghiệm, thì cũng thấy rằng những cái này là nó có thật, nó đúng như là lời Đức Phật dạy. Rồi chư thánh tăng, chư phàm tăng là cũng là những cái vị họ thọ giới chư tăng thôi, nhưng mà họ cũng phải tu cái con đường của Đức Phật dạy để đi đi đến thánh đạo thánh quả. Và khi họ đã có chứng nghiệm được thánh đạo thánh quả, liễu tri được niết bàn rồi, thì những cái nghi về đạo nè, rồi nghi về pháp bảo nè, nghi đạo về tâm đạo, nghi về tâm quả, nghi về niết bàn, nghi về pháp học, những cái đó nó không không còn hiện hữu nữa. Là vì họ đã trải qua, họ đã kinh nghiệm, mà đã kinh nghiệm và trải qua thấy nó một cách rõ ràng thật sự rồi, thì giống như là hồi nãy Nguyên Như có nói là không biết về con đường nó đi ra làm sao, nhưng mà đã đi qua rồi một lần rồi, thì và đã tới rồi, thì cái từ điểm đi cho tới cái điểm tới và con ngay con đường đi đã được đi qua, không còn cái gì nghi ngờ nữa. Chúng ta có thể đi từ đến nhà một cái người bạn lần đầu tiên không biết đường, phải dò GPS, đọc bản đồ chẳng hạn, vân vân, lục lạo tìm kiếm đi tới, nhiều khi phải dừng lại hỏi cảnh sát. Còn những cái trường hợp như là xưa khi chưa có GPS phải dừng lại cây xăng hỏi đường. Nhưng một khi đã đến nhà được người bạn rồi, một rồi rồi đó, lần thứ nhì hỏi họ có biết đường đi không, trả lời biết liền là không còn cái gì hoài nghi, không còn thắc mắc nữa. Khi đã kinh nghiệm qua rồi thì nó những cái gì mà đã trải qua rồi thì họ không còn một cái hoài nghi, nó không còn nghi ngờ, nó không còn nghi vấn, nó không còn lưỡng lự, nó không còn băn khoăn nữa. Mình biết là thực hành được, làm được và đã chứng nghiệm được. Thì để xin trình bày cái vấn đề mà mỗi một cái tâm sở, mỗi một cái tâm, mỗi trạng thái nó có cái cảnh riêng của nó, và tùy theo cái đối tượng của nó và cái sự hiểu biết của chính bản thân của mỗi cái vị đó sẽ khởi lên những cái hoặc là tính hoặc là hoài nghi không, đó là tùy theo còn cảm cảnh và cái kiến thức của vị đó nữa. Dạ, xin dứt ạ. Sa thú, sa thú, sa thú anh Lý. Có câu hỏi của anh Giang Nhất Hạ đăng lên đây. Khi mà mình đang tu học thì mình vừa dùng trong, ý anh nói là trong ba cái trí là trí văn, trí tư, trí tu, là mình ngồi mình suy ngẫm về cái bài học đó. Đâu rồi, như đang thấy cái câu, sao tự nhiên nó chạy đâu mất tiêu vậy? Cả nhà còn thấy câu hỏi của anh Giang Nhất Hạ không? Nguyên Như đang đọc cái tự nhiên nó bị xóa, nó bị trống trơn, mất tiêu hết trơn vậy nè. Sa thú Cao Vinh. Khi mình đang tu học thì mình dùng trí tư để suy ngẫm về một vấn đề gì đó. Thì làm sao mà mình có thể phân biệt được sự khác nhau với cái sự hoài nghi? Rồi sa thú Cao Vinh, Cao Vinh đăng rồi. Bây giờ Nguyên Như xin anh Cao Vinh có thể dùng cái trí tư của anh Cao Vinh để trả lời cho anh Giang Nhất Hà thử câu này nha. Xin mời anh Cao Vinh nha. Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Ca. Dạ, con kính đến lại quý sư, con kính đến lại đạo tràng. Dạ, kính kính thưa anh
À, anh Nhất Hạ. Ô dạ, mình hiểu được cái, mình mới hiểu được cái phân nửa cái câu hỏi à. Cái câu hỏi cái phần sau mình không hiểu chi mấy, là anh đang hỏi là mình dùng cái văn tư tu mình thì làm sao biết được sự, cái văn tư tu đó và cái sự hoài nghi nó khác nhau như thế nào, thì mình chưa có hiểu chi mấy ạ. Dạ, mình xin mic anh cho anh Lý giảng dạy. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai. À, cái trí tuệ đó chắc có lẽ là anh Giang đang liên tưởng tới vấn đề mà trí tuệ để soi sáng cái con đường, và đồng thời thì anh cũng nghĩ đến cái vấn đề là trí tuệ thì nó có ba loại: trí văn, trí tư và trí tu. Và trí văn mà nghe, mà có trí thì mới nghe, mới hiểu được cái người muốn nói, người ta nói cái gì, người ta trình bày cái vấn đề gì, cái mục đích, cái chủ đề, tất cả những cái sự, những cái pháp liên quan với nó. Và từ cái kiến thức ở bên ngoài đưa vào mà muốn nó trở thành một cái kiến thức của mình. Lấy ví dụ chẳng hạn giống như là một cái người nào đó họ đang nấu ăn hoặc là làm bánh, mình coi trên YouTube, đứa cháu nó coi đã xong, nó biết nó phải mua bột gì, nó mua đường, bao nhiêu bơ, bao nhiêu sữa, bao nhiêu trứng, rồi nó về nó làm, nó theo nó làm lần đầu tiên. Thì cái lần đầu tiên lúc nó đánh trứng, nó đánh bỏ bột, bỏ đường, bỏ bơ, rồi vô theo cái hướng dẫn của cái người hướng dẫn đó, đương nhiên là ngay lúc đó nó cũng đang dùng trí tư, là vì nó phải suy nghĩ coi nó có làm đúng với lại cái hướng dẫn hay không. Và theo cái tuần tự, cái những cái điều đó, nó có những cái hiện tượng nó xảy ra, bỏ bột nổi vô, nó có nổi hay không, nó có giống như là những cái sign, những cái dấu hiệu mà người ta đã thông báo trước hay không. Tư duy suy nghĩ về một cái điều đó, dùng trí tuệ, tuy rằng lúc đó nó vẫn thuộc về còn hoài nghi, tại vì chưa thành tựu được cái mục đích đang mong cầu, tức là chưa thành tựu được cái chuyện mà lấy từ cái lò nướng ra một cái bánh nó hoàn toàn giống như ý, nó thơm, nó xốp, nó mềm, nó dẻo, nó đúng giống như mình làm cái người mà hướng dẫn, thì cái đó vẫn là nghi. Nhưng mà để cái tư ở đây, trí tư ở đây là có cái sự suy nghĩ, hiểu biết, dùng cái trí tuệ để phân biệt, để mà có thể theo được những cái hướng dẫn. Trong cái chuyện mà đối với Phật Pháp thì ở đây thuộc về pháp bảo, pháp học, pháp hành, những cái con đường giới, định tuệ, giống như chúng ta học, giống như với sư Pháp Thanh hôm qua, dở bước, duỗi, đạp, rồi đè, rồi những cái instructions, những cái sự hướng dẫn đó. Khi chưa làm mà được nghe thì cũng hiểu, nhưng mà một điều mà chắc có lẽ ai cũng đã biết rằng á, nghe là một chuyện, tới chừng thực hành là một chuyện khác. Và thực hành xong rồi mỗi người nó có thực hành khác nhau, nghe một người nói mà 10 người nghe, cái xuyên qua lỗ tai, cái nó tạo thành 10 câu chuyện khác nhau, nó cũng có vấn đề đó nữa. Thì cái trí tư là ở chỗ là nghe làm sao để mà thẩm thấu, ghi nhận được cái ý của cái người muốn nói mà đúng như là cái ý của họ muốn nói, chứ không phải là do cái người nghe thêm mắm dặm muối vào. Cái chỗ đó là trí tư nó rất là đặc biệt, tại vì tư mà không đúng á, thì đưa vào cái tu á, là cái chỗ thực hành á, chỗ áp dụng á, đánh trứng, đánh đường và không đúng hoàn toàn, hoặc là sai thời gian, hoặc là sớm hoặc muộn, hoặc là nhanh là chậm, những cái sự sai biệt đó do cái sự diễn đạt của mình đó, thì cái bánh nó ra nó không thành, nó không có giống, thì cái đó là cái quả. Cho nên là có con đường đi, đạo là con đường mà trí tư nó khác nhau với sự hoài nghi, là vì trí là nó có cái sự suy nghĩ trong đó dựa vào cái sự hướng dẫn. Còn hoài nghi mà là một cái hoài nghi ở đây mà dùng trên đang trong cái trạng thái của trí tư đó là sự gút mắt thôi, nó có một gút gì đó nó chưa giải được, nó còn mắc ở lại chỗ đó, nó gọi mới gọi là lúc gút mắt. Thì ở đây là một cái gút mắt, chứ không phải là đang nghi ngờ một cái điều gì, chẳng qua là vì chưa có kinh nghiệm của nó thôi. Cho nên
bắt buộc phải có trí văn là hiểu biết được cái điều pháp học đã được nghe, trí tư hiểu biết nó đúng, suy nghĩ làm sao để áp dụng cho mình và đưa vào trạng thái trí tu. Và nếu mà thực hành lần đầu tiên mà có bị thất bại thì cũng không sao, là vì cái chuyện đó ai cũng thấy thôi, rớt lên rớt xuống ngày này qua ngày kia, nổi cái chuyện hít thở không, giống như hôm qua sư Pháp Thanh nói, nổi một cái chuyện hít thở không mà trật ba trật bốn ruột, rồi hít thở thay quan sát hít thở không được, phải quan sát xuống cái hơi thở của bụng phồng lên sập xuống. Mà có những cái sư kể có những cái người mà làm vậy cũng không được, rồi cũng phải dùng cái tay để mà đặt lên cái bụng để mà ghi nhận được cái sự chuyển động của bụng. Thì mỗi người có một cái trình độ, cái sự hiểu biết khác nhau, và qua đó cái con đường thực hành nó cũng khác nhau. Mỗi một cái sự hiểu biết khác nhau, mỗi một sự nhận định khác nhau, qua cho dù đều có trí tư, trí văn, trí tư, trí tu, nhưng mà mỗi một cái trí đó nó dựa vào một cái nghiệp của một cái danh sắc nào đó riêng, thì cái nghiệp riêng đó nó cho cái mức độ, cái trình độ khác nhau, thì qua đó cái sự nghe, hiểu biết và thực hành nó cũng có những sự khác nhau. Thì để một lần, hai lần, ba lần thì chúng ta làm hoài trong cái con đường tu học mà Đức Phật Ngài đã tu, Đức Phật Thích Ca thì tu 20 A Tăng Kỳ trong 1000 đại kiếp Ngài, đó là thời gian chuỗi dài đằng đẵng của sự lặp lại, và sự lặp lại liên tục, trùng dụng duyên và vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, sự lặp lại liên tục không gián đoạn, để một ngày nào đó cuối cùng Ngài tầm cầu được đạo quả. Thì chúng ta có cái may mắn được sinh vào cái thời mà có được Phật Pháp, thì chúng ta không cần phải tầm đạo, chúng ta chỉ có cái pháp bảo để chúng ta nghe mà qua đó sử dụng được cái trí văn, trí tư, trí tu của mình. Có quyền hoài nghi là vì chưa đạo quả, thì cái anh hoài nghi, cái phiền não về hoài nghi nó cứ nằm đó hoài, là tại vì nó trong cái nhân của suy mà chúng sanh hiện hữu được trong tam giới là cảm ơn ba nhân tam sân và suy, cho nên nhờ nó chúng ta có mặt ở đời, và cũng nhờ nó cũng đồng thời với nó chúng ta có những cái nhân vô tham vô sân vô suy, để một ngày nay có được cái phước để mà có được cái thầy lành bạn tốt, có được cái sanh ra đời mà có pháp bảo, có biết về Phật bảo, còn có tăng bảo để mà chúng ta tu. Thì cái hoài nghi ở đây đó đúng là hoài nghi, nhưng mà không, cái hoài nghi này không phải là cái hoài nghi để chúng ta, để làm chúng ta trở ngại, mà là cái hoài nghi đó để chúng ta trật lên trật xuống, để mà một ngày nào đó chúng ta hoàn thiện, thì cái lúc đó là đắc đạo đắc quả. Trong con đường trung đạo thì lúc nào cũng phải dùng cái trí cả. Người ngoại quốc người ta có cái câu là thất bại là mẹ của thành công, nhưng mà nó có cái giai đoạn thất bại là mẹ của kinh nghiệm, và kinh nghiệm sẽ là mẹ của thành công. Thì đừng bắt buộc ở chính mình cái sự là thành công ngay lập tức, chỉ đừng có buông xuôi và give up. Thì với cái trí tuệ văn tư tu tư, chúng ta thất bại, chúng ta suy nghĩ về vì sao chúng ta thất bại cũng là một cái trí tư để mà rút kinh nghiệm cho lần sau nữa, và một lần sau nữa, và một ngày nào đó. Cầu mong tất cả cái đạo tràng chúng ta cũng sẽ có đạo, có quả và niết bàn, ngày một cái sự giải thoát an vui tuyệt đối, niết bàn năng paramang su khang trong ngày vị lai. Đó là có hoài nghi vì nó sinh ra, chúng ta có sinh ra là có nó rồi, nhưng mà dùng những cái gì học đó Đức Phật dạy để chúng ta suy ngẫm, nghe suy ngẫm và để thực hành, đó là một cái chuyện chúng ta cần phải làm. Cho nên không có gì để lo ngại về cái chuyện hoài nghi đó, tuy rằng mình biết nó là cái hoài nghi đó, vì chúng ta còn là phàm phu thôi, nhưng mà không có gì lo lắng cả, chỉ cố gắng tiếp tục con đường mà thôi. Dạ, xin hết. Xà thú, xà thú, xà thú. Dạ, cả nhà đã nghe được cái tứ vô ngại giải của anh Lý rồi, phải không? Xà thú anh Lý nha. Dạ, con thấy bây giờ thời gian cũng là 10:27.
Dạ, Nguyên Như xin kính thỉnh sư Nguyên Thông, sư Thanh Tâm có thể cho tụi con ý kiến là bài hôm nay tụi con ôm như vậy có cái phần nào mà cần chư tăng chỉnh sửa hay không. Con không biết là sư Thanh Tâm còn có mặt ở trước máy hay không. Sư Thanh Tâm ơi, sư có nghe âm thanh được của Nguyên Như không ạ? Con sợ khuya quá. Ồ, sư Nguyên Thông, dạ con xin dâng mic lại cho sư Nguyên Thông. Dạ bạch sư, sau khi sư cho tụi con ý kiến rồi, có thể sư thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con luôn bạch sư. Dạ Nguyên Như xin dâng mic lại cho sư ạ. Ok, trong cái vấn đề hoài nghi đó thì có lẽ là nên đi hơi nhanh thêm một chút, hơi nhanh đi chứ đừng đôi khi Nguyên Thông nghe đó thì dường như có cái phản ứng ngược lại. Cho nên tất cả những cái hoài nghi đó là như thế này, là khuyên là không nên hoài nghi những cái điều đó. Thí dụ bây giờ mình nói là nhiều người nói hoài nghi có Đức Phật hay không. Trời ơi đất ơi, ai cũng biết là Ngài là con của vua Tịnh Phạn, mẹ là Maya. Rồi cái Ngài có tu hành không? Thì Ngài đi có tu hành 6 năm mà cái người đưa Ngài đi là Chăn Á. Đi 6 năm, Ngài từ 29 tuổi là Ngài bỏ ra đi với Chăn Á, đi với con ngựa Kiền Trác. Rồi đi là tu hành 6 năm, rồi đắc đạo tại cái Ấn Độ, bên vừa hoàng, tất cả cái đó đều có hết. Cho nên là nếu mà nói mà hoài nghi tại vì không đọc thì không là không thấy không biết. Chứ ngày khi mà Ngài hoài nghi thì tất cả những cái sự việc mà Ngài ôn lại đó, như hồi nãy là con vừa nói là ôn lại cái bài kinh đó thì đến cái phẩm đó thì là hào quang là nó sáng rực, là tại vì lúc đó cái trí tuệ của Ngài được bùng ra thành ra cái hào quang nó nên vậy. Thì tất cả cái đó là kinh sách đó. Thì đối với Nguyên Thông có điều đó chắc rất là chắc chắn, chứ không thể nào mà nói. Cho nên lúc nãy Nguyên Thông thấy Nguyên Như đưa ra chỗ đó thì ta thấy thì là nhiều người thì là hơi là nghi ngờ không có nên có cái nghi ngờ như vậy. Nó làm có cái nghi ngờ cái chuyện đó là chuyện chắc chắn là gì vậy. Còn nếu mà hỏi là như Thánh Tăng có không thì hỏi là Sariputta, với lại Moggallana là ai. Đó là hai người thượng thủ thánh văn, mà lại tất cả những lần mà Đức Phật giảng đạo á, thì cái số người mà chứng đắc là vô số. Tại vì khi mà sư đọc kinh sư thấy nó rõ ràng như vậy, cho nên là thánh tăng phạm tăng mà giữ giới đủ có, đương nhiên cũng có một vài người phá giới, nhưng mà cái số đó là nó ít thôi. Tại vì trên thế gian này đó, cái người ngu chỗ nào cũng có, người trí lúc chút nào cũng có. Còn cái chuyện người ngu là tại vì mình không có dính dáng đến người ngu, cái chuyện của họ. Và tới cả những người ngu đó mình không có khả năng mình giúp họ. Bằng cớ là cái lúc đó, mà Ngài A Xà Chí đã giảng dạy cho Ngài Sariputta, Ngài Sariputta đã Sát Lợi Phất đó, đắc được tu đạo hoàng. Ngài Sariputta đã thôi đủ rồi, giữ nhỏ đủ rồi, bây giờ ông hỏi Đức Phật ở đâu. Cái ông kêu mà hỏi Đức Phật ở chỗ xá vệ đó. Rồi ông nói được rồi, bây giờ bởi vì tôi có hẹn với người bạn tôi, sợ khi mà tôi thấy pháp thì tôi trở về chuyện ông. Thì lúc ông thấy pháp tôi trở về, ông trở về rồi ông thuật lại cái sự gặp gỡ của ông với Ngài A Xà Chí, vừa thuật lại cái câu là các pháp hay là chư pháp tùy duyên sanh, duyên diệt, dạng pháp diệt, Đức Phật Đại Sa Môn hằng quá như vậy. Thì vừa nói xong câu đó là Moggallana là chứng tu đạo hoàng rồi. Thì hai người mà thấy như vậy rồi thì mới hỏi cho Đức Phật ở đâu. Thì khi mà hỏi Đức Phật ở đâu rồi thì một luyện liên khuyên đi liền cái Ngài Sariputta là người rất là tình nghĩa, nó nói bởi cho mình phải mời thầy của mình là Natthiputta Nigantha. Natthiputta mà Nigantha Natthiputta là đạo chen là đạo lõa thể. Thì cái âm kiếm nó hỏi là này Sát Lợi Phất, con trả lời cho thầy biết là trên thế gian người ngu với người trí thì người chỗ nào, người nào nhiều, người nào ít. Thì ai cũng biết rằng người ngu thì nó đa số nó nhìn như cát sông Hằng, còn người trí thẳng là chỉ có một người thiên với lý Đức Phật Thế Không đi, còn người trí gửi cái bậc mà A La Hán thì được tương đương thì cũng là nhiều, nhưng mà không ít nhiều như vậy.
Cho nên cái ngài Natthabhuta nói vậy, hai con đi với người trí là Đức Phật đi, để cái lũ người ngu lại cho ta. Bởi vì ta không thể nào làm đệ tử người khác nữa. Ông muốn làm thầy thôi, trong khi ông chưa chứng cái quả gì hết mà ông muốn làm thầy thôi. Thì trên thế gian này có những người ngu như vậy đó. Khi mà những người mà có cái tâm đó, khi mà nghe Đức Phật thì giật mình, nghe tên chữ Phật, cái chữ Buddha là phải giật mình. Ông nói gì nói lại, dạ Phật đã xuất hiện trần gian này. Cái ông nói giật mình sẽ nói lần thứ ba nữa, đến Đức Phật rồi xuất hiện trần gian này, ông đưa ra 300 đồng tiền vàng để tặng, chỉ nghe cái giây đó thôi. Bởi vì có nhiều người họ có cái lòng mơ ước mong mỏi như vậy, cho nên họ nghe thôi, họ đi. Thành ra trên thế gian này có nhiều người mà họ muốn nghe, tại vì cái tâm của họ là đã accumulate những cái merit từ những kiếp trước, thì kiếp này nghe rồi họ theo. Cho nên cái vụ mà hồi nãy con có nói là cái mà cái hoài nghi thì sư có đánh lên là cái thân kiến, là cái nói là cái body này là cái cell của mình, nhưng đó là sai lầm. Cho nên ông đó đẩm suốt thông là ông không có thân kiến, ông không cho cái body của ông là cái cell của ông, là cái ngã của ông. Đó là hoài nghi, là hoài nghi Phật có Phật hay không, Phật có chứng đắc hay không, có giáo pháp có chuyển mê khai ngộ hay không. Đó, hoài nghi tăng là tăng có tăng gì, tăng chứng quả hay không. Đó, thì tất cả cái đó là nên gom lại vậy thôi, chứ còn giờ nói nhiều quá thì người ta, bây giờ tất cả mọi người bây giờ trong tâm có cái hoài nghi, có cái hoài nghi trong tâm mình là không nên. Cho nên mình phải suốt tâm cái là hoài nghi đó, mình phải là mình bây giờ phải rõ ràng thì cái body của mình không phải là cái cell của chúng ta. Cái đó chỉ là do cha mẹ gặp nhau rồi có chúng ta. Mà tại sao có chúng ta? Tại vì kiếp trước chúng ta có. Chứ đừng có hoài nghi mà mình không có quá khứ. Không có quá khứ thì tại đâu mày ra đây? Đó, mình phải có cái chiếc tá. Mình có chiếc cái tâm. Rồi khi mà cha mẹ mình mà giao hợp với nhau đó, thì cái tâm của mình đi vào cái chỗ đó, thì cái chỗ đó nó xứng đáng đối với cái hạnh của mình đã làm từ trong kiếp trước, để sanh ra chỗ đó giàu có hay là thông minh thế nào đó, thì tất cả cái đó đều do nhân quả là định đoạt. Cái đó mình phải rõ ràng cái điều đó. Đó, thì vì vậy cho nên xin có ý kiến về cái độ chỗ đó, để cho chư vị mình học cái bài này là không có hoài nghi, để thấy rõ ràng, để cho chúng ta có niềm tin vững vàng nơi giáo pháp, vững vàng nơi Thế Tôn, vững vàng nên chư tăng. Thì đó là cái mục đích của bài giảng của con, thì sư tóm lược là vậy. Bây giờ xin hầu hướng. Phavatu sabba mangalam ratkantu sabba devata sabba bhuta nu phave na sada so thi phavantu te phavatu sabba mangalam ratkantu sabba devata sabba dhamma nu phave na sada so thi phavantu te phavatu sabba mangalam ratkantu sabba devata sabba sangha nu phave na sada so thi và văn tu tê. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú sa thú. Dạ con xin tri ân lời dạy của sư, và dạ, cũng con kính tri ân sư đã thay mặt chư tăng để mà chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa ta san ti vi ha ra hoa si ni thu bê kha rê bô thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pha văn tu bu chi ta so thân ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phình kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha e sa ra sam pa na phu ta su khi ta pha văn tu te
cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng pa tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham man tha ra cha bung ga la sang khô hô tu sa mắc gô qua anh tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu sam tham mô sam bê bi tham ma cha ri nô vua thinh sam ba bù này ya ma tham ma ri yam ba quê đi tê y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta dù y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta dù y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta dù ý đằng quá tá mê buồn nhằn à sa quắc khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hội hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyên Như xin kính hẹn chư Phật tử trở lại trong Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày tối ngày mai là tối thứ năm và cũng là sáng thứ sáu ở bên Việt Nam. Chúng ta lại học tiếp về cái đề tài là 12 nhân duyên với sư phụ Pháp Tính. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.